Vâng, xin chào các quý anh em nhé. Nay mình làm một cái video giới thiệu về sản phẩm bật lửa Zozo cho anh em xem nhé. Đấy, trước khi vào mẫu này thì anh em nào muốn xem nhiều sản phẩm Zippo và bật lửa khác của bên shop Zipman thì anh em lên Google nhé. Quả chữ zipman.vn, đấy là sẽ ra cái trang web của mình. Trang web của mình thì có tầm khoảng vài trăm mẫu cho anh em lựa chọn nhé. Vâng, đấy mình cắt đi. Đến với cái mẫu ngày hôm nay đấy, nó có thiết kế như thế này anh em nhé, rất là đẹp mắt. Đựng trong cái hộp rất là quý tộc luôn, hộp này hộp cứng anh em nhé. Cái hộp này mất cũng gần 50.000 cái hộp này rồi đấy. Ok, để cái bật lửa chúng ta ngày hôm nay đấy, nó có hình như thế này anh em nhé. Cái emblem này thì có cái hình kiểu như ở trong cái núm cửa để mà gõ cửa của cái thời phong kiến ngày xưa ấy. Đấy, nó hay làm như thế này để gõ cửa này. Đấy, rất là độc đáo đẹp. Đây mình sẽ soi tổng thể cho anh em xem nhé. Đây nó như thế này. Cây này thì có mộc đáy này, thương hiệu Zozo, thương hiệu rất nổi tiếng của đến từ Hồng Kông em nhé. Cây này có mã số là Z506 anh em nhé. À, mã số là RR506 chứ mình nói lộn, RR506. Đấy, cái vỏ này này, cái vỏ này là bằng hợp kim anh em nhé, hợp kim đồng. Để mình rút ruột ra cho anh em xem. Còn cái ruột này này là bằng đồng nguyên khối anh em nhé. Ruột này thì bằng đồng nguyên khối. Đấy. Anh em châm xăng thì châm vào đây, lật ngược cái này lên. Đấy, lật ngược cái này lên. Đấy, và châm xăng vào đây. Đổ xăng vào đây, mỗi lần châm xăng dùng tầm khoảng hơn 1 tuần gì đấy. Còn cái này là, đây là để chặn xăng anh em nhé, chặn xăng. Đấy. Và nó có một cái gioăng này. Đây là chặn xăng rất là tốt. Hết đá thì anh em thay đá đây. Đây là chỗ thay đá anh em nhé. Đấy. Để đậy vào. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cái ruột nó là như thế này. Đấy, còn cái vó thì đơn giản như thế này. Rất là ok luôn. Thì mình sẽ đẩy lại. Nguyên lý hoạt động của nó là như thế này anh em ạ. Anh em đẩy lên này, đẩy cái nắp này. Cái nắp này có cái chùm bấc này này. Đấy. Nó vẫn có một cái gioăng anh em nhé. Gioăng cao su đấy. Mình quẹt lên là nó bắn ra tia lửa và nó cháy thôi. Đấy. Cổ đá đây anh em nhé, cao, rất là cao. Cái mẫu này rất là đẹp luôn đấy. Bánh xe này, bánh xe rất là bén luôn. Đấy. Rất là bén. Cái này thì hợp kim anh em nhé. Cái này bằng hợp kim này. Còn cái ruột bên trong là bằng đồng. Đấy, rất là đẹp. Mẫu này thì hiện tại bên mình còn có 3 cây thôi. Mình bán mẫu này rất là lâu rồi. Nhưng hôm nay mình mới làm YouTube cho anh em xem. 3 cây thôi. Giá thì bên mình đang sale còn 420.000 một cây anh em nhé. 420.000 một cây. Đấy. Thì anh em nào lấy cây này thì mình bao ship cho anh em luôn. Lấy hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng. Rồi anh em thanh toán cho biêu tá thôi. Và mình cũng tặng luôn cho anh em một ví đá Zippo này anh em nhé. Một ví đá như thế anh em dùng tầm khoảng nửa năm. Bao ship và tặng một ví đá giá 420.000. Vâng, ok. Anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo cho shop nhé. Số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình. Còn anh em nào muốn xem nhiều mẫu khác nhé, cứ lên Google và chữ Zipman ạ. Vâng, anh em trên YouTube nhớ đăng ký kênh nhé. Kính chào anh em.